Xin giới thiệu với cả tất cả anh em đấy nhá. Đây là đường 39A để đi dẫn anh em vào đến Hồ Câu Yên Bình nhá. Hồ Câu Yên Bình, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên nhá. Đây là chỉ dẫn mời anh em về Hồ Câu Yên Bình. Đây là chỉ đường nhá, để anh em đi đỡ bị lạc. Anh em đi đến đúng địa chỉ Hồ Câu Yên Bình nhá. Để đi dẫn anh em vào đến Hồ Câu Yên Bình nhá. Hồ Câu Yên Bình, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên nhá. Đây là chỉ dẫn mời anh em về Hồ Câu Yên Bình. Đây là chỉ đường nhé, để anh em đi đỡ bị lạc. Anh em đi đến Hồ Câu Yên Bình nhá. Liên Phương, đấy, chỗ này có một cái vòng xuyến nhỏ, chỗ này cũng có biển chỉ dẫn Hồ Câu Yên Bình, xong các bạn dễ tiếp vào đây luôn, nhìn thấy một cái cổng làng, đó là cổng làng Đông Chiểu nhá, đấy, đây là, đấy, đây là cổng làng Đông Chiểu này, anh em phi thẳng vào, đấy, anh em phi thẳng vào, đi thẳng một đoạn thì sẽ nhìn thấy bên tay trái có một cái nhà văn hóa, gọi là nhà văn hóa thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương. Thì anh em ở xa mà không biết thì cứ đặt định vị là nhà văn hóa thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương thì định vị nó sẽ chỉ luôn. Đấy. Thì anh em đến nhà văn hóa, đây là nhà văn hóa này, đấy, nhìn thấy nhà văn hóa, đi đến nhà văn hóa, đấy, nhà văn hóa đây, anh em đi đến nhà văn hóa, đây là, đấy, thì anh em sẽ nhìn thấy một cái biển chỉ dẫn tiếp theo ở trước mặt chúng ta là Hồ Câu Yên Bình, đấy, khi đi đến đây anh em nhìn thấy biển quảng cáo này, đấy, Hồ Câu Yên Bình thì anh em rẽ vào đây. Rẽ vào đây, đường bê tông rất đẹp nhé, xe ô tô đi thoải mái, trong này có bãi để xe, anh em câu thoải mái, các cần thủ câu để thoải mái xe pháo, chỗ này rất đẹp, vị trí rất đẹp, đi thẳng vào đường bê tông này, đường nhà văn hóa đi vào tầm cỡ 200 m, đi đến dưới đường bê tông này thì anh em sẽ nhìn thấy đây này, đấy, một cái biển chỉ dẫn là Hồ Câu Yên Bình đây này, đấy, nhìn thấy chưa, đấy, anh anh em rẽ vào đây. Anh em rẽ vào là nhìn thấy hồ luôn. Đấy, hôm nay nhà hồ bồi thêm cá nhé. Nhà hồ bồi thêm cá rất là nhiều, chấm chép nhé anh em nhé. Đấy, Hồ Câu Yên Bình đấy. Thấy cái đây vị trí ngồi rất đẹp, thoải mái, thoáng mát. Đây đã phải tắm đen chưa anh em? Tắm đen chưa? Không đúng không? Không có đâu. Tắm đen không có nước. Đấy, tắm đen này nhá. Đây ạ. Đâu tắm? Được không? Nó đủ mà. Đấy. Ông phải. Cá này để tắm đen này nhá. Nhận con nào? Con ơi, nhận con nào? Buộc vào. Nhận con nào? Đây này, lấy dây này buộc vào. Buộc vào đến lúc đó chúng ta nhìn thấy chúng ta bảo cần quyền. Không cần thủ lao nhắc lên vào cổ thôi đấy. Đấy, chấm đèn anh nha anh em nhá. Đấy, anh em nhìn chấm đèn chưa? Chấm đèn rất là to. Vị trí này. Ui dồi ôi. Alo. Nha anh em chép này nha. Đây chép đây anh em nhìn này, chép đây. Ôi chép à. Đấy, chép dài đẹp chưa? Ông cúp vào bên cái này đâu. Này, trên trung ca. Đấy, bên cái nào? Ông mang ấy. Anh liều quay mặt ra đây, anh liều anh quay mặt ra là anh quay mặt ra thằng em này này. Đấy. Chép như này đã được không? Quay mặt ra em anh ơi. À. Úi giời. Úi giời, úi giời to. Thôi. Quá. Bên chấm đen lên, bên chấm đen như vậy quay. Đấy, chấm to lắm. Đây. Rồi, đấy, anh em đến nhận chỗ đi để một chiến đấu đây. Rồi, ok, đeo rồi, ok nhá, đeo rồi. Rất nhiều. Tí nữa như người ta đang đổ. Rồi nhìn em đây. Ui giời, rồi ok rồi. Mai lên video ngay rồi đấy. Hôm nay căng đấy. Phát ra đầy trắng này. Đấy. Từ từ. Trắng. Bây giờ giờ đến 98. 8 năm. Trời ạ. Ăn thương một vại. Ôi giời ơi, nó tí nó nhảy ra kìa. Đầy quá rồi đấy. Ôi giời ơi. Đấy qua đấy. Anh em nhìn đã căng tay chưa? Nhìn cá chép đây. Nhìn cá chép đây. Ôm mọi người. Ôi trời ơi, đừng hết cả cái này rồi. Ôm luôn đi, tôm là cái nào. Đầy tráng chưa? Đập tráng chưa? Rô phi còn rất nhiều anh ạ, rô phi ít người đánh nên em ít thả rồi đấy. Đấy là thả thêm của anh em rồi này. Anh em chưa cho khỏi thẻ đây. Rô phi còn rất nhiều đấy, nặng đổ nước. Đổ giờ đầy đặc thôi, là cũng đầy rồi đấy. Đấy. À, nhép đây. Dài đẹp chưa? Như kiểu trong cỏ vậy, nhìn như trong cỏ. Thầy đứng ở xa kia, anh cháu của ông cái mà. Em ơi. Rồi bắt đầu thả nhá. Đấy. Đấy rồi. Đấy. Chưa? Còn chép tô nào của anh em nhé. Đấy, còn rất nhiều chỗ nha, anh em đến nhận chỗ đi nhá. Anh em hãy ngồi bình nhá. Thế nó phải. Hồ Câu Yên Bình Liên Phương. Chiều qua thì chiều qua rồi. Không, sáng nay mới phát. Tối qua về biên tập, quay đây mà đi. Lên tiếp anh em nhá. Cần thủ này đấy, đúng ổ rồi, vừa lên phát rồi, rồi lại phát nữa này. Đấy. Lên tiếp phát nữa này. Đấy, vừa lên xong đúng ổ rồi. Rồi, làm vào việc nhá. Dạ. Được đấy. Lên như đúng rồi. Đấy, 3 suất à? Ok. Còn ai nữa không? Con số 3 nhá. Cần thủ lời ra ngõ này gặp trai rồi. Thứ nhất gặp trai, thứ nhì gặp hai gái. Cá lên rất mạnh. Chỉ nhìn thấy người ta lên cá chưa? Cá lên rất mạnh như này. Cá lên tiếp đây này. Cần thi nhau lên này này anh em ạ. Lại cần tiếp lại lên này, cần thứ hai lại lên đây này. Cần thứ hai lại lên đây này. Ui giời. Đấy. Cần thứ hai lại lên tiếp đây này. Đấy, ui giời. Anh em nhìn này. Anh em đây này. Gì lên ác này. Đấy. Cần này lên tiếp nhé. Không cần nữa này. Đấy, lên này. À, con này nó có chép. Mà này. Lên chép nhá. Cần thủ lại lên tiếp con chép nữa này. Vừa lên con chấm xong này. Rồi lên con chép nữa này. Hai con lên được cách nhau được 5 phút. 5-6 phút nhỉ. Rất đẹp nhá. Cá vừa thả xong rồi. Đang dòng nhé, đang dòng, cần cong này, đấy, đang múc này, đấy, không lên được à? Rút mạnh thế. Cá lên mạnh thế. Cong cần. Đó, cá lên liên tục rồi, chép rồi. Đấy, chép rồi. Đấy, chép rồi. Kỹ thuật của bác cá này không lên tít bằng anh còi kia đúng không? Anh còi kia lên kỹ thuật anh lên nhanh hơn. Nó to. Ấy giời, cẩn thận không lỗ. Úi giời. Ui, luôn. Con này to à? Úi giời. Nó to quá. Con này chắc là phải hơn chục cân. Ngon hết thì con còn là cả của Lam. Ui giời, con này to đấy. Không cần ai mà. Rồi, bên kia lại lên tiếp. Ui, cần kia lại lên tiếp, kỉnh cả hàn quá mạnh. Ui, chuột rồi. Không phải. Bác kia bác khác. Ui dồi. Bác này lại liên tiếp nhá. bên này đã hoàn thành nhiệm vụ nhá. Bác này đã hoàn thành nhiệm vụ nhá. Đã lên liên tục nhá. Đấy. Úi giời ơi, sướng, cười như là đúng rồi. Cuộc đời đẹp sao. Cần thủ này đang lên tiếp nhá. Cần thủ bên này đang lên tiếp rồi. Đấy. Cần thủ này đang lên nhá. Con cá này lên nhanh nhé. Rồi lên này đấy. Cần thủ là lên con chép nhá. Quả phao này nhá. Đấy, đấy cả nhá. Cái cần này làm phao là đấy. Buông rồi, cần tìm là buông rồi. Buông cần nhá. Buông cần đây là. Đấy, úi giời, quả buông cần á các bác ơi. Các bác nhìn cái quả cần nó rút là. Ấy, quay này ác. Rất ác luôn đây này. Đấy quá rồi. Ôi. Bác bố ở trên xuồng bên ăn là thôi. Đây này, nó vào đây rồi nè. Vừa thả cần xong. Bá lên cá ngay. Nhá, buông cần này nhá. Đấy. Đấy, úi giời cá. Đấy, quay được như quả cá nó nhảy đấy bác. Đấy. Đấy. Anh em nói văn minh nhá, anh em nói văn minh nhá. Đấy. Ông kia đây ông động đúng ông động mà ổ trong cỏ rồi. Đéo là trong cỏ nó nhảy như. Bác này là quên dây, quên buộc dây rồi. Đi về đầu kia kéo. Đấy. Ông tôi được lên là tôi được con cá này phát hỏa cần nó trong cỏ nhảy. Bác này là quên dây. Quên thả dây. Úi giời. Ui giời. Ui giời, cần mút ra không. Ui giời, lôi cần này. Đấy. Mắc chưa. Cái này là cẩn thận này, này. Mắc vào cần khác nữa này. Nó đi còn này là mắc cần khác này. Đấy. Nó lại kéo ra kìa. Cá đang kéo cần nhá. Cá đang kéo cần nhá. Anh em nhìn nhá. Kéo ra cá đang kéo cần này này. Đấy. Phao dài 5 mét nhé. Ăn. Ui ui ui, nhìn này, lao như tiên bắn này. Ui ôi. Sướng chưa. Lộng gió này cá lại ăn mạnh nhỉ. Gió to này cá khỏe. Tại hồ câu Yên Bình nhá anh em nhá. Tình hình anh em quân thủ đang về hồ câu Yên Bình rất đông. Hiện tại là chỗ ngồi coi như là vẫn còn rộng nhá. Tỷ lệ ngồi mới được có 1/3 thôi. Đấy. Rồi. Con đấy thì còn Cần thủ qua này bắt đầu đã lôi được, đã lôi được cần rồi. Đấy, bắt đầu là lối dây rồi. Đấy, bắt đầu víu nhá, bắt đầu lên đấy. Con này chắc là con hôm qua chứ hôm nay. Con này chắc quá. Con này lên rồi, lên đấy. Thôi. Ui giời ơi. To là. Đá lên liên tục rồi này. Cần thủ này quê đâu nhỉ? À. Hưng Yên à? Hình như là Thái Bình sang sao ấy? Hưng Yên à? Đấy. Đuôi đè. Đấy, úi giời. Đè cho bỏ. Từ thôi. Đè đấy thế thì tầm vào một cái vậy đâu. Quá đẹp. Xúc đầu. Quá chất, úi giời, lên rồi. Ok. Rồi, trong cỏ nhá. Quá đẹp, trong cỏ nhá. Về hồ câu Yên Bình rất ok, vị trí ngồi rất đẹp nhé, vị trí ngồi tuyệt đẹp luôn, có nhãn có ô nha, mát suốt ngày, câu giờ nào cũng được, kể cả là câu đêm nha, cao áp thấp xung quanh sáng đẹp. Xin chào 500 cần thủ nha. 180 triệu 500 nhé. Vâng, 480 cần thủ. Hiện tại là mình đang ở hồ câu Yên Bình nhé. Diện tích coi như là 40 mét vuông, 180 cần thủ. Hiện tại đang ở hồ câu Yên Bình. Anh em cần thủ đến bây giờ cũng tương đối. Hôm nay gió hơi to một chút nhưng mà cá lên rất đẹp. Đàn này vừa mới lên một con mình không để ý đây. Lên áo thật đấy. Này, bạn lên con gì đây? Chép à? Chép. Một tay cần và tay vợt đây này. Béo nhá, tóc vàng. Một mình rong, không cần ai hỗ trợ này. Lại cần thủ tiếp lên nhá. Thằng kia nó không có độ miết. Lên tiếp đây này. Coi trợ giúp nhá. Cần thủ lại. Coi trợ giúp. Đi vào trong, cứ lôi vào trong đi. Lôi vào trong, đi vào cá phải vào. Sau lít cái xe ấy, trên vào trên đấy. Em này khỏe đấy, hồng vút thì anh bảo nó đỗ vào trên cái lá này, này làm ngang ngang cái xem nó này. Câu cá sướng nhất là lên kiểu này đúng không? Yeah. Cái tầm sướng nhất này. Đó, lát xe máy là được. Nói bảo nó đỗ sát vào lát xe máy. Lên chưa? Lên chưa? Lên đây. Lên rồi. Chưa vượt được. Ui giời ơi. Vẫn chưa lên. Không bị chấm hay chép. Tối ăn mạnh. Ừ, tối ăn mạnh. Tối nó mát bằng nào. Em này khỏe phết nhỉ. Chưa có suốt nãy giờ. Thằng kia lên lâu thế nhỉ? Đây là... Thầy có vẻ chuộng Hà Đình nhỉ? Còn anh Hà Đình. Đấy, thằng này lâu lâu kinh khủng luôn. Đấy, nãy lên có nữa này. Đấy, bọn này bạn lên kinh nhưng bọn kia vẫn chưa lên được. Thằng này nó lên phát rồi. Câu này câu lên nhanh lắm. Để tôi cũng xanh mà. Trong cỏ rồi. Đâu chép chép. Thôi. Câu này câu lên kinh nhá. Hôm nay lại gãy tần. Qua nó gãy cái này. Cậu kia lên xong rồi nhá, cậu kia lên hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá. À, cậu lại lên hoàn thành nhiệm vụ rồi. À, cậu lên 100 rồi. À, hoàn thành nhiệm vụ. Còn xem tiếp cho bài lôi của cậu lại tiếp, cậu lại lỗ cần nhé. Hả? Con cá nó không đủ rồi, không đủ cái đốt rồi. Đấy, cậu lại lỗ cần đang kéo dây nhá. Đấy. Lôi được cái này lên là cũng có cần mới. Cái gì chuẩn sĩ của mình thì bom tin. Lại đóng tiếp nhá. Nãy giờ quay không một quay máy. Nó một chán muốn quay đều ngoãn đông rồi là chỉ quay. Đấy máy rồi. Đoàn vào cần đấy nữa Đoàn ơi. Cô mà máy hết pin ý. Cái câu đi hại tiền của anh nó no. Cái phải phải nhận phải trả. Nước đấy dính cho quý. Hai dính dây à? Thế hình là hai cần thủ đóng một nhá. Không biết là hai con hay một con. Rồi cước. Rồi hai chú cứ lên thôi. Cáo này còn không ạ? Chắc đây được. Đây thằng kia hết đồ chơi rồi phải không? Ui, con cần không? Đi mua lòng. Nhiều cần lắm. Mấy cân? Cần 5 cân à? À, cậu lại đóng tiếp này. Ô. Chấm rồi. Cậu lại chấm đen rồi. Lại lên tiếp chấm đen này. Kinh ngư. Tầm này cá đang bong này. Chấm đen nhá, cậu lại chấm đen nhá. Chấm đen này. Cá đang ăn nát. Kinh. Vất vả đấy, cái sập đuôi. Không vừa sập đuôi vừa hết. Bắt thôi, ôm nó vào. Gọt đầu chứ. Không mang đi anh ơi. Cốc bò mà đẹp này, đẹp lên liên tục nhá. Đen, đây đen này. Đây chép này. Chép lên này, đen lên này. Mất bé rồi. Ôi giời ơi, cái rồi. Vọt bé. Rồi vào rồi. Bạn này bạn gãy cần bạn về nhá. Gãy 2 cần rồi. 36. Cứ vừa là được, mà cứ vừa được không cần biết. Gãy cần là về với vợ là làm 2 chép to. 2 chép. Quay ra đi. Này còn chép này quá to à. Cậu lại lên phát hai nhá. Cần thủ này là chuyên chỉ có một tay thì một tay vợt một tay cần là tiếp phát nữa này. Ơi thế mình thoải mái thôi. Mấy tài. Một tay không cần ai. Vừa lên cá mà vừa lên cần luôn. Thả đi tao, thả nó bay ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đó, đúng rồi. Đấy là phải nhiều cá, nhiều cá, trăm con cá. Cứ nhiều ông đen ông sứa, ông cứ cười, ông bỉ bỉ ông cười. Ông kêu bắt kẻ cứ cười cười sợ mất. Không phải cái món món cá đâu, cười đâu. Đã biết rồi. Đúng cả tay nhét một đéo vào. Bây giờ là tì á, nên gồng nhé. Tay cờ hai tay rồi. Đây mới là cần thủ này, con này con lên rồi chép giờ đi là tôi bạn là lên 7 con. Các cần thủ là cũng tươi như hoa. Vừa ngồi câu vừa uống bò húc. Lên như đúng rồi. Toàn nhẹ. Bãi cồn. Này bãi đúng không? Đó. Bãi dưới con này. Tôi chụp phát không? Cá sấu đây. Ông nhìn lên đây tôi cái. Anh cuối kia là một bó bố, một đây là xanh à? được chứ bữa đấy lấy ngộ bữa ăn cái cành nhưng mà lại còn được rồi đâu đấy em ơi, bữa đấy hai chép còn buổi giờ dạo đến tầm 15 phút nữa về đấy. Cứ bình tĩnh. Đúng rồi, cứ phải thế cho chắc.